Xin giới thiệu với tất cả các bác, hôm nay bên shop nhà mình tổng hợp tất cả các cái mẫu kéo cắt cành trên trên đây cho các bác xem nhé. Tổng hợp là có 25 mẫu tất cả, thì gồm cả hàng cao cấp, hàng trung bình và hàng chất lượng bình thường cho các bác, để cho tất cả các bác phân khúc nào có thể lựa chọn dễ dàng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một số mẫu nhé. Đây, ví dụ như cái dòng này là dòng G302. Dòng này thì hết hàng rất là lâu và đợt này lại về thêm được với số lượng cũng rất là ít. Đó, rất là sắc bén. Còn đây, như cái mẫu này nữa này các bạn này. Mẫu này bây giờ là rất được ưa chuộng, là dòng kéo SK5, hàng công nghệ Nhật Bản. Chốt khóa bi nhé các bạn nhé, chốt khóa bi. Hàng cực kỳ đẹp. Các bác nào có nhu cầu về sỉ, về nẻ số lượng thì cứ inbox cho mình nhé. Hàng nhà mình giá tiền thì vừa tầm nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tuyệt vời. Đây là hàng kéo cắt cành cộng lực của Kabushi, thương hiệu Kabushi. Rất là nhiều mẫu. Đây là hàng phổ thông bình dân nhất, là hàng V9, có giá thành rất là tốt. Cho các bác có thể dùng trong cắt cành các cây cứng, cây to mà giá rất là hợp lý. Còn đây là một trong số những kéo đúc ốp gỗ dành cho các bác chơi bonsai. Hàng này thì hàng đét đúc liền khối, rất là chắc khỏe, dày dặn. Nhà mình có 25 mẫu tất cả nhé. Các bác nào có muốn mua sỉ, mua nẻ thì cứ inbox. Bên nhà mình có ship hàng toàn quốc ạ.